Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Rồng Vàng Bóng Đá. Kính thưa quý vị, tối mùng 1 tháng 2, tuyển Việt Nam trở thành đội Đông Nam Á đầu tiên giành được chiến thắng ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Chiến thắng trước đội tuyển Trung Quốc trong ngày mùng 1 Tết đã mang đến niềm hạnh phúc vỡ hòa. Nhưng nhìn lại những dồn nén thất bại của quãng thời gian dài trước đó thì chúng ta mới hiểu vì sao trong niềm vui lại có cả long lanh nước mắt. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã giữ lời hứa về một đội tuyển Việt Nam đổi khác khi ông đối phó với Trung Quốc bằng lực lượng và chiến thuật nhiều sáng tạo. Phạm Tuấn Hải, sau những ấn tượng tốt ở trên sân gặp Australia, đã tiếp tục được trao suất đá chính như là một tiền đạo ảo để hỗ trợ cho Nguyễn Tiến Linh. Cùng lúc đó, Nguyễn Quang Hải lùi sâu hơn thường lệ, khiến cho ý đồ phong tỏa ngòi nổ của đội tuyển Việt Nam của huấn luyện viên Lee Peng đã bị phá sản ngay từ những phút đầu tiên. Tuyển Việt Nam đã rũ bỏ cách đá phòng ngự xuyên suốt 7 trận thua trước đó ở vòng loại cuối cùng World Cup thay vào đó thầy park cho các học trò nhập cuộc bằng những đường bóng nhỏ bóng ngắn nhưng nhồi trực diện và liên tục vào khoảng trống giữa tiền vệ phòng ngự và trung vệ đội khách quang hải rời xa những điểm nóng nhưng đã có người thế chỗ anh một cách hoàn hảo đó là đỗ hùng dũng ngoài hai đường kiến tạo chết chóc cho hồ tuấn tài mở tỷ số và nguyễn tiến linh nhân đôi cách biệt tiền vệ mới trở lại sau chấn thương khủng khiếp ngày nào còn thực hiện quá tốt nhiệm vụ cầm nhịp của mình khiến cho tuyến giữa của đội tuyển trung quốc hầu như là bị chia cắt trong cả trận đấu Hùng Dũng cùng với Tuấn Hải và Tiến Linh đã hình thành bộ ba tấn công vừa mới mẻ lại vừa đáng sợ của đội tuyển Việt Nam. Hai trong ba cầu thủ này lần đầu tiên xuất hiện tên ở trên sa bàn của ban huấn luyện đội tuyển Trung Quốc. Những pha búng bóng chính xác đến từng cm, những đường đập nhả một chạm vừa đủ lợi thế hơn đối phương nửa bước chân giúp cho họ nhảy múa ở trong vòng cấm chật hẹp, đánh bại những nỗ lực đeo bám của hậu vệ đối phương. Hai bàn thua trong khoảng 16 phút đầu tiên đã khiến cho người Trung Quốc choáng váng và trận đấu đã thực sự kết thúc với họ ngay từ thời điểm đó. Trong cuộc họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Li Xiaopeng đã nói rằng đây là thất bại khó chấp nhận, đúng là rất khó chấp nhận về tỷ số, nhưng về thế trận thậm chí là còn khó chấp nhận hơn. Tuyển Trung Quốc không chỉ thủng lưới 3 bàn từ 4 cơ hội của đội tuyển Việt Nam, mà họ còn có gần 100 phút chơi ở trong vô vọng trước khi tìm thấy bàn thắng danh dự. Trong những video trước đây, dùng vàng bóng đá đã từng phân tích cho thấy rằng Trung Quốc đang có biểu hiện yếu đi so với chính họ thể hiện bằng chính chất lượng thi đấu trước đội tuyển Nhật Bản. Kết quả thua là bình thường, nhưng cách thua hay nói chính xác là lối chơi mới là thước đo quan trọng nhất. Ở lượt đi họ đã thua, thế nhưng họ chơi tốt. Huấn luyện viên Litier đã thể hiện được tầm vóc của bản thân khi xây dựng cho đội tuyển xứ tỷ dân một phong cách thi đấu hiện đại, giàu tính tổ chức với nền tảng quan trọng là cấu trúc đội hình và cự ly chặt chẽ, giàu cá tính. Ông Litier từ chức, người bạn cũ là Li Chopin lên thay và dường như là Trung Quốc đã lập tức đánh mất những điểm mạnh ấy. Liên tục là những pha truyền dài từ quá sớm, Trung Quốc không còn thể hiện được khả năng xuyên phá một cách có tổ chức. Các tiền vệ trung tâm của họ gần như là không có thái độ hỗ trợ một cách cần thiết mà chỉ giữ vị trí căn bản một cách rất nhạt nhòa. Các tổ di chuyển phối hợp của Trung Quốc dưới thời huấn luyện viên Li Tie gần như là không còn hiện hữu nữa. Điều đáng nói là ở một số tình huống hiếm hoi, khi mà Trung Quốc thể hiện được một cấu trúc đội hình tốt và một số cầu thủ của họ di chuyển linh hoạt thì gần như lập tức họ tái hiện được khả năng phối hợp nhóm để xuống biên. Ở tình huống tại phút thứ 35 của trận đấu là một trong những pha bóng như vậy. Chỉ cần các cầu thủ di chuyển ra khỏi không gian căn bản thì lập tức họ có pha phối hợp tốt. Voley đã nhận bóng ở vị trí giữa hai hàng ngang phòng ngự, vốn là điểm yếu của đội tuyển Việt Nam trước khi tạo cơ hội cho đồng đội. Thế nhưng cuối cùng những pha tấn công như thế lại không thể làm khó được thủ môn Nguyên Mạnh, người đang có phong độ tốt và chơi rất tập trung. Thêm nữa, tuyển Việt Nam hôm qua đã tận dụng tối đa các cơ hội bằng một phong thái thi đấu tự tin và dám chơi. Có lẽ sẽ thật là hồ đồ nếu như cho rằng thực lực của đội tuyển Trung Quốc của Li Xiaopeng là kém hơn so với Trung Quốc của Li Tie từng thắng Việt Nam 3-2 ở lượt đi. Chỉ có điều dễ thấy rằng đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo đã tiến bộ thật nhiều nếu như không muốn nói là lột xác dĩ nhiên những bàn thắng sớm khiến cho chúng ta dễ thở và đá được theo đúng cách của mình tuy nhiên việc có trần đình trọng đá trung vệ thòng trong khoảng thời gian đầu trận rõ ràng là rất giá trị không chỉ ở việc đón và cắt những đường tạt bóng mà tác dụng lớn hơn là cách chỉ huy của anh giúp cho đồng đội ngăn chặn triệt để hỏa lực từ bên phía cánh trái mất nguồn cấp bóng từ đây gu lê sẽ trở nên vô hạn bộ đôi nhập tịch của trung quốc cũng không khác gì là người thừa ở trên hàng công để rồi cuối cùng bị thay ra với ba nhân tố mới hay là được làm mới, thầy Park đã giúp cho đội tuyển Việt Nam đảo ngược kết quả cuộc đối đầu với Trung Quốc và đi vào lịch sử của Đông Nam Á với thành tích giành trận thắng đầu tiên ở vòng loại cuối cùng của một kỳ World Cup. Và nói theo cách của AQ là chúng ta lại một lần nữa vượt qua người Thái ở những chặng đường vòng. Sự thay đổi đáng kể nữa ở trong cách chơi của đội tuyển Việt Nam trận đấu tối hôm qua và khác với rất nhiều trận trước đây ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 là gần như là lần đầu tiên hai cầu thủ chạy cánh của đội tuyển Việt Nam đã dâng lên đứng ở vị trí rất cao. Việc Hồng Duy và Tấn Tài đứng cao đã đẩy lùi hàng phòng ngự của đối thủ xuống cùng với các tiền đạo, khiến cho hệ thống của đối thủ bị kéo giãn. Ngoài ra họ cũng đánh mất khu vực trung tuyến cho bộ ba chân truyền là Hoàng Đức, Hùng Dũng, Quang Hải. Bộ ba này luôn ở rất gần nhau để đan bóng và triển khai lên phía trên. Ở bàn thắng mở tỷ số, khi mà Tuấn Hải nhả bóng ra cho Đỗ Hùng Dũng, các hậu vệ của Trung Quốc đã bị hút hết vào phía bên trong. Và tới đây là dấu ấn của việc các cầu thủ chạy cánh dâng cao. Nếu như không đứng ở vị trí đủ cao thì Tấn Tài làm sao có thể băng vào đúng chỗ để đón đường truyền như đặt của Đỗ Hùng Dũng. Và không thể phủ nhận được dấu ấn đẳng cấp của Đỗ Hùng Dũng. Quả bóng vàng Việt Nam năm 2019 là cái tên quan trọng nhất để làm nên bàn thắng thứ hai, qua đó tạo lợi thế khó có thể san lấp cho chúng ta. Cũng không thể không kể tới đàn em Tuấn Hải khi đã ăn ý và chơi rất thông minh. Một đường truyền bóng thì phải có hai đầu, đầu truyền và đầu nhận Người truyền bóng có kỹ thuật có tốt đến mấy, mà người nhận không thể di chuyển để tự đưa mình vào vị trí tốt, tạo ra phương án cho người cầm bóng, thì đường truyền đó khó có thể thực hiện được. Một lần nữa là pha băng dọc để tấn công khoảng trống nhạy bén của Tuấn Hải. Hùng Dũng lốp bóng qua đầu hậu vệ và Tuấn Hải đã khống chế rất gọn gàng trước khi xoay người. đẳng cấp của Hùng Dũng được thể hiện ở điểm là ngay sau khi truyền, anh lập tức mở tốc độ và chạy chồng vào bên trong. Một cầu thủ khác rất có thể sẽ đứng ở biên để xin một cú nhả ra từ Tuấn Hải cú chạy của Hùng Dũng thể hiện một tư duy tuyệt hảo mang tới lựa chọn thả bóng xuống cho Hải Con. Điều quan trọng là cú chạy súng biên kiểu này hoàn toàn có thể thấy rất nhiều ở tại câu lạc bộ Hà Nội dưới thời huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm. Văn Quyết, Quang Hải, Thành Lương cũng là những cá nhân có thói quen di chuyển như thế, mà đường truyền trả chéo từ đáy biên thì luôn là một trong những đường truyền ăn bàn nhiều nhất, khó có thể cản phá. Quá xui cho đội tuyển Trung Quốc, họ thất bại đầu năm âm lịch với một lối chơi đi xuống khi mà thay thuyền trưởng nhưng cũng cần phải khẳng định chất lượng có phần nhỉnh hơn của đội tuyển Việt Nam khi mà những gương mặt mới mà cũ đã tạo nên những điểm nhấn. Niềm vui ngày đầu năm mới quả thực nhân lên gấp bội khi những thắng lợi tinh thần còn giá trị nhiều hơn là 3 điểm. Sống trong niềm vui ấy, chúng ta phải chạy nghĩ ngược trở lại những nốt trầm khi mà thầy Park và các học trò bị dồn nén nhiều tháng trong thất bại. Ông Park tối mùng 1 Tết khi nói về chiến thắng có lẽ sẽ trở thành bất tử, vẫn không quên nhắn nhủ đến người hâm mộ Việt Nam về sự đòi hỏi người hâm mộ muốn đội bóng phải thắng tất cả các trận đấu ông park nói rằng điều đó là không thể điều không thể càng rõ rệt khi mà xét toàn cục chúng ta là đội yếu nhất nghèo truyền thống nhất và cũng ít được đầu tư nhất trong cuộc chơi ở tại vòng loại thứ ba world cup chúng ta chưa được ngồi lên cùng với manh chiếu của ả rập xê út nhật bản australia những cá mập ở biển lớn để tranh vé dự vòng chung kết world cup ngoài việc sống mái với nhau thì còn phải tranh thủ giành lợi thế triệt để từ những cá con chúng ta còn bất lợi khi mà lực lượng bị sứt mẻ quá nhiều qua rất nhiều mặt trận khi mà niềm tin từ chính người hâm mộ bị sói mòn sau những thất bại nối dài ông park cảm thấy áp lực đè nặng chưa từng có sau những trận thua trung quốc oman và đặc biệt là chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch đông nam á bất thành chính bản thân ông cũng bị ám ảnh bởi thái lan từ aff cup đến mức mà khi đạt mục tiêu thắng đội tuyển trung quốc ở tại mỹ đình thì ông cũng nhắc đến đội bóng xứ chùa vàng như là một cột mốc cần phải vượt qua trong biên sử tham dự các vòng loại thế giới. Giờ thì cột mốc đó ông đã vượt qua rồi, chiến thắng lịch sử của đội tuyển Việt Nam trước Trung Quốc cũng đã được tạo ra rồi và ông có thể chút bỏ gánh nặng tâm tư u ẩn để hướng đội bóng của mình đến những trải nghiệm mới hơn, hiệu quả hơn và thiết thực hơn cho những giải đấu then chốt của năm 2022. Quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này. Dùng vàng bóng đá xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.